mẫu váy này có hai màu và hai loại nhá. Một loại là 99.000 và cái loại này là 139.000. Về bo của nó này rất xịn và đẹp này. Đấy, dệt theo viền hoa nhá mọi người nhá, kỳ công và vi tính này. Đấy, cổ bé có ép make đây, dệt rất đẹp này. Làm tinh tế và tỉ mỉ. Chất vải thì là cotton chính phẩm nhé. Mọi người nhìn cái đường may này. Đấy. Đấy, bên em đảm bảo về chất vải này, kỹ thuật may này, tỉ mỉ chỉnh chu từng thứ một. Đấy, để làm ra bông này. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, bàn cắt được, bàn cắt nè. Làm ở tòa nhà nó sạch sẽ đấy. Không phải là ở nơi nó nhếch nhác đâu. Đây, tất cả vải là chính phẩm đấy. Đẹp. Đây, ngày nào em mua vải này không gom gì cả. Cúc này là cúc Quảng Châu nha. Mọi người nhìn cái cúc của họ gia công này, bóng đẹp và tinh tế này. Không phải loại cúc hai khuy đồng phục chợ đâu.